Dịp cuối tuần, thời tiết Nam Bộ nắng mạnh, kéo theo chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở mức rất cao. Dự báo chỉ số UV trong ngày hôm nay và ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long đều ở mức 10, ở Phú Quốc còn lên mức 11. Đây là mức gây hại rất cao cho da và mắt. Quý vị nên có các biện pháp chống nắng khi làm việc, vui chơi ngoài trời như là bôi kem chống nắng, mặc áo dài tay và đeo kính ngăn tia cực tím. Và ngoài ra thì người dân ở Nam Bộ cũng nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian nắng gắt nhất là từ 10 đến 15 giờ. Chúng ta cũng bổ sung đầy đủ nước và chất điện giải cho cơ thể, nhất là với những ai mà phải hoạt động lâu ngoài trời nữa để tránh say nắng say nóng. Vâng, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn cao điểm và dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết mùa khô, tức là tháng 4, tháng 5. Báo cáo từ Cục Thủy lợi đưa ra vào chiều ngày hôm qua, danh mặn 4 gram trên lít lớn nhất trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây ở mức từ 80 đến 85 km so với năm ngoái, mặn vào sâu hơn từ 13 đến 15 km. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 75 km trở xuống vào các ngày chiều cường. Xâm nhập mặn có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng gần 40.000 hecta lúa và khoảng hơn 43.000 hecta vùng chuyên canh cây ăn trái tại đồng bằng sông Cửu Long. Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công điện nêu, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3, có khả năng sẽ xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương trong vùng. Để chủ động ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn cao, thiếu nước ngọt cục bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng, nhất là các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, chủ động bố trí nguồn lực của địa phương, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, triển khai ngay các biện pháp cần thiết phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến nguồn nước, dự báo cung cấp thông tin kịp thời về tình hình nguồn nước trên sông Mekong và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long để các cơ quan chức năng, các địa phương và người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, không để xảy ra bị động bất ngờ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi diễn biến để có dự báo chuyên ngành về nguồn nước, chất lượng nước, nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn để cung cấp thông tin cho các địa phương và người dân. Chủ động chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai phòng chống thiếu nước, xâm nhập mặn, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với một số bộ ngành địa phương nghiên cứu triển khai các phương án để từng bước chủ động nguồn nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn. Các bộ ngành khác chủ động chỉ đạo phối hợp hỗ trợ địa phương ứng phó với nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm đời sống của người dân theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện công điện này và công điện 04 ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng nghìn người dân trong tỉnh Cà Mau đang phải chịu cảnh thiếu nước ngọt sử dụng. Một số hộ dân phải mua nước từ các ghe với giá lên đến hơn 40.000 đồng một mét khối. Xã Biển Bạch, huyện Thới Bình có hơn 1.800 hộ dân, nhưng đã có đến hơn 450 hộ thiếu nước sinh hoạt để sử dụng hàng ngày. Người dân nơi đây dựa vào nguồn nước mưa tích trữ, không thể khoan giếng nước ngầm do nước bị phèn và mặn. Những tháng gần đây, người dân ở ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch không có nước sinh hoạt. Họ phải mua từ các ghe chở nước với giá từ 40 đến 50.000 đồng một mét khối. Còn tại tỉnh Tiền Giang, địa phương này đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cấp nước ngọt cho người dân trong vùng nhiễm mặn. Vâng, nhờ có sự chủ động lên các phương án sớm, ứng phó từ sớm từ xa mà đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang vẫn đảm bảo được nguồn nước sinh hoạt ổn định cho bà con. Giờ nước công cộng này cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 40 hộ dân. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, đã có gần 200 khối nước ngọt được cấp miễn phí cho bà con. Nước ngọt được duy trì liên tục đã giúp ích rất nhiều cho người dân dùng hạn mặn. Từ ngày gắn cái nước này thì có nước xài thoải mái chú, còn không có gắn cái nước này nước mặn không có nước xài. Có nhà nước cho làm vui mừng rồi, đỡ hơn mình đi xa mình mua. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã mở 28 giờ nước công cộng phục vụ nhân dân. Các giờ nước này được đặt ở khu vực nhiễm mặn, những xã vùng sâu chưa có đường ống dẫn nước, những nơi dân cư thưa thớt.
Nhờ được cung cấp nước ngọt miễn phí mà gia đình bà Hồng không phải chịu cảnh đổi nước giá cao suốt nhiều tháng mùa khô. Cũng nhờ cái nguồn nước của nhà nước, là nấu cơm cũng nó nè, tắm giặt cũng nó nè, rồi nói chung là cái gì cũng nó cũng nước hết, không có nước là không có sống được vậy hả? Nếu mà mua nước người ta trở về tới nhà nhiều tiền dữ lắm, mua không có nổi. Ngành thủy lợi tỉnh Tiền Giang cũng đã cho mở 12 giếng khoan dự phòng, vận hành một số trạm bơm để cung cấp nước thô cho các nhà máy. Theo kế hoạch, địa phương sẽ mở 77 giò nước tại các khu vực mặn gay gắt. Và nước sinh hoạt thì vẫn tiếp tục triển khai thực hiện theo phương án. Khi mà người dân có nhu cầu thì phải khẩn trương phối hợp với đơn vị cấp nước để hỗ trợ cho người dân có nước sinh hoạt trong mùa khô. Tỉnh Tiền Giang đã sẵn sàng các phương án cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tùy theo diễn biến của mặn mà địa phương sẽ triển khai các kịch bản ứng phó phù hợp. Với nhiều giải pháp đã và đang triển khai, Tiền Giang nỗ lực đảm bảo nguồn nước sinh hoạt liên tục cho người dân dùng hạn hán và xâm nhập mặn.